Ngày 21 tháng 11, một lần nữa quân đội Nga lại siết chặt thêm gọng kìm, áp sát vào Grozny. Đồng thời Moscow tuyên bố cự tuyệt mọi cuộc hòa giải. Quân đội Liên bang Nga đã ép đến khoảng cách dưới 2 km với vùng ngoại vi Grozny. Một sĩ quan Chechnya cho biết, giới lãnh đạo Chechnya vẫn sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với nhà cầm quyền Moscow. Thủ tướng Nga Putin tuyên bố, trước khi quân đội Nga dẹp tan các phần tử phản loạn ở Chechnya, thì nhà đương cục Moscow không thể tiến hành bất kỳ cuộc thương lượng nào với Chechnya. Sau khi ý kiến của Tổng thống Yeltsin, Putin trả lời phỏng vấn của đài truyền hình ORT như sau. Chúng tôi quyết không buông lỏng nhịp độ tiến công, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh. Yeltsin đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt ở Điện Kremlin, gồm Putin, Ngoại trưởng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và một số nhân vật cao cấp khác để trao đổi ý kiến về hội nghị thượng đỉnh do Tổ chức An ninh châu Âu sắp sửa nhóm họp ở Istanbul. Lãnh tụ các nước phương Tây đã ra sức công kích Nga một lần nữa, tung quân đội vào Chechnya. Putin nói: "Hành động quân sự truy quét bọn khủng bố ở Chechnya của chúng tôi nhằm vào kẻ thù của chúng tôi là những phần tử khủng bố quốc tế. Chúng tôi không thể tưởng tượng là mình lại có thể tiến hành mặc cả chính trị với bọn khủng bố quốc tế được." Giới quân sự Nga ở Chechnya cho biết, quân đội Liên bang Nga đã áp sát vùng ngoại ô phía tây Grozny với cự ly từ 2 đến 7 km. Các chỉ huy quân Nga ra lệnh công kích bằng các dàn hỏa tiễn nhiều ống phóng. Người phát ngôn của Sở Tổng Chỉ huy Quân đội Nga ở vùng Bắc Kavkaz không những đã thừa nhận những nguồn tin đó mà còn cho biết thêm. Trên đường rút lui vào thành phố Grozny, quân phiến loạn đã gài mìn vào các công trình xây dựng. Lần này quân đội Nga áp sát vào Grozny với cự ly gần nhất kể từ sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Chechnya năm 1996. Giới quân sự Chechnya còn cho biết quân Nga đã tiến đến gần sân bay quốc tế duy nhất ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố Grozny, không đầy hai cây số và họ đã bắt đầu bắn phá dữ dội vào vùng ngoại ô ở phía tây nam Grozny. Hiện nhà cầm quyền Chechnya đang khẩn trương huy động lực lượng dự bị ra chi viện cho tiền tuyến. Giới quân sự Chechnya cũng thừa nhận rằng đã bố trí xong trận địa phòng ngự gồm khoảng 3.500 lính trang bị tên lửa phòng không, súng phóng lựu, súng máy đại liên. Ngày 24 tháng 11, giới quân sự Nga tiết lộ rằng trong bọn cầm đầu quân phiến loạn đang xảy ra mâu thuẫn gay gắt về vấn đề đánh giá tình hình và vạch kế hoạch đối phó với tình thế trong đó Basev và Chatab kiên quyết yêu cầu áp dụng chiến thuật hoạt động khủng bố phá hoại, còn Markhadov và Udugov thì lại chủ trương dựa vào sự giúp đỡ và hỗ trợ quốc tế, tức là giành thắng lợi bằng biện pháp chính trị. Còn có nguồn tin nói rằng bọn cầm đầu lực lượng thổ phỉ vũ trang ở Chechnya lại đặt nhiều hy vọng vào tầng lớp thiếu niên tuổi từ 15 tới 16, vì lứa tuổi này trở thành nguồn bổ sung chủ yếu cho lực lượng ly khai. Theo nguồn tin của giới quân sự Nga, bọn phiến loạn Chechnya đang khẩn trương xây dựng một hệ thống thông tin vệ tinh đồ sộ tại khu vực lãnh thổ Georgia nhằm hiệp đồng quân sự giữa các nhóm thổ phỉ. Sở dĩ họ chọn địa điểm này vì nó nằm ngay gần Chechnya, nhưng quân đội Nga lại không thể sử dụng tên lửa để uy hiếp hoặc có các hành động quân sự tương tự khác để hủy diệt nó. Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo tình hình này cho Bộ Ngoại giao Georgia. Đến lúc này, Putin cho rằng thời cơ đã chín muồi và đề nghị đặc xá có điều kiện đối với một số phần tử phản loạn Chechnya trong bài trả lời phỏng vấn nhân dịp 100 ngày nhận chức trên truyền hình. Ông nói, khi cần thì chúng ta sẽ yêu cầu hạ nghị viện phê chuẩn lệnh đặc xá. Đối với những người không tàn sát thường dân một cách bừa bãi thì không trở thành mục tiêu truy quét. Khi được hỏi về vấn đề quân đội Nga có mở cuộc tấn công cuối cùng vào Grozny, thủ phủ của Chechnya hay không, ông trả lời rằng mọi chuyện sẽ tùy theo tình hình để xác định mấy khả năng đều có thể lựa chọn. Nhưng tốt nhất là để chính những người ở đó hiểu rằng họ cần phải hạ vũ khí, vì thực tế là Grozny đã bị quân đội Nga bao vây đến 80% rồi. Ông bày tỏ dân chúng ở Grozny đã trở thành lá chắn che chở cho quân phiến loạn. Vậy thì nhân dân nên tìm cách đi khỏi thành phố và chúng tôi sẵn sàng hoan nghênh họ và sẽ cung cấp sự giúp đỡ cần thiết cho họ. Có điều ông cũng cảnh báo rằng nếu như ở trong thành phố Grozny còn có căn cứ và kho chứa vũ khí của quân phiến loạn thì chúng tôi sẽ không còn cách lựa chọn nào khác ngoài việc hủy diệt nó. Putin là con người đã nói là làm. Pháo binh Nga được bố trí ở các vùng Akhan-Kluter đã liên tục mấy ngày phóng tên lửa vào thủ phủ Grozny của Chechnya, biến nhiều khu vực của Grozny thành biển lửa. Một thị trấn quan trọng cách Grozny 20 km là Ulitsa-Mantan cũng bị quân Nga pháo kích dữ dội. Tổng tư lệnh tiền duyên của quân đội vũ trang Chechnya là Samali Bashev trong khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Grozny vào ngày 26 đã nói lực lượng vũ trang Chechnya đang chuẩn bị một cuộc tổng phản công quân đội Nga. Basev cho biết cuộc chiến ở Chechnya đã bước sang giai đoạn quyết định. Điều kiện 90 cho phép đến lúc quân đội Chechnya và quân đội Nga mở cuộc giao tranh trên mặt đất. Quân vũ trang Chechnya sẽ triệt để lợi dụng địa thế do địa hình phức tạp cản trở quân đội Nga, triển khai bộ đội cơ giới để phản công mạnh mẽ vào quân Nga. Ngày 27 tháng 11, Tổng tham mưu phó thứ nhất của lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Manilov tuyên bố rằng không hề có kế hoạch về một cuộc tấn công chính diện quy mô lớn vào Grozny như mọi người dự đoán, nhưng nhất định sẽ giải phóng Grozny. Việc giải phóng Grozny hiện đang tiến hành và sẽ theo đúng kế hoạch và giành thắng lợi theo thời gian dự định. Hiện quân Nga đang vạch kế hoạch tác chiến tỉ mỉ cho giai đoạn 3 rồi trình kế hoạch đó lên tổng thống phê chuẩn. Cùng ngày, quân Nga xuất kích máy bay, pháo hạng nặng đồng loạt tấn công vào các cứ điểm quân phiến loạn nằm trong 35 khu vực, trong đó có cả thành phố Grozny quân đội liên bang đang tích cực chuẩn bị để triển khai hành động trong điều kiện địa hình đồi núi phức tạp, tiến hành điều chỉnh từng phần trong quân đội, củng cố trận địa, đồng thời tăng cường trinh sát. Khi tiến hành ra soát ở vùng Yersenhoit, Unter, họ đã tịch thu được một số vũ khí gồm đạn pháo, hỏa tiễn, đạn súng trường và một số loại khác. Trung tâm thông tin của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố có bốn người cầm đầu quân ly khai Chechnya là Amadaev, Abuev, Mutalibov và uvaster nguyên là thị trưởng thành phố Guzemet chuẩn bị hạ vũ khí. Rất nhiều người cầm đầu các nhóm quân đã nhận ra rằng họ không còn lối thoát, tiếp tục kháng cự chỉ là vô ích. Do đó họ sẵn sàng chấm dứt mọi hoạt động. Tuy nhiên, người ta cũng nhận thấy rằng, tính đến thời điểm đó, lực lượng vũ trang ly khai Chechnya đã bắt giữ 56 người nước ngoài làm con tin, trong đó có 12 người nước ngoài không thuộc Liên Xô cũ. Bắt giữ con tin trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của lực lượng vũ trang ly khai. Ngày 28 tháng 11 xe tăng và bộ binh Nga dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu nỗ lực cắt đứt tuyến tiếp tế cuối cùng giữa Grozny nối liền với các khu vực khác thuộc Chechnya mà phiến quân đang chiếm giữ, mở cuộc chiến đấu kéo dài mấy tiếng đồng hồ với khoảng 500 tên ngoan cố và cuối cùng đã giành được quyền kiểm soát đối với tuyến đường nối liền Grozny với Ulser Mantan. Ngày 1 tháng 12, thành phố An -Kong, nằm cách Grozny về phía đông khoảng 10 km bị bao vây. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, quân liên bang cần khống chế thành phố này trong vòng 2 đến 3 ngày. Igor Sergeyev còn nói thêm với nhà báo, các biện pháp áp dụng đối với Chechnya sẽ kết thúc trong vòng từ 1 đến 3 tháng tới. Trong trận đánh này, trong 9 xác chết được đưa đến vị trí đóng quân của Trung đoàn Cường kích đường không của quân đội liên bang, có 3 xác lính đánh thuê là người Ả Rập, từ dáng vẻ bên ngoài của thi thể cũng như tiền tệ họ đem theo đã chứng minh điều này. Bộ đội liên bang tiếp tục bao vây Grozny trong vòng một ngày đêm vừa qua đã tiến hành tập kích 50 điểm mà bọn phiến quân đang đồn trú. Đại diện toàn quyền về Chechnya của chính phủ Nga Kosman tuyên bố, Guzmets, thành phố lớn thứ nhì sắp tới sẽ trở thành thủ phủ mới của Chechnya. Đến ngày mùng 4 tháng 12, tư lệnh cụm tập đoàn quân liên hợp quân đội vùng Bắc Kavkaz do Thượng tướng Karansev tuyên bố. Tính đến ngày hôm đó, quân đội liên bang đã hoàn thành chiến dịch bao vây Grozny. Như vậy, giải phóng Grozny chỉ còn là vấn đề thời gian.